Chào bạn, bỏ ra không biết bao nhiêu công sức trong mấy tuần vừa qua thì cuối cùng tôi cũng làm xong con game tên gọi là Clever Frog, hay gọi là Chú Ếch Thông Minh. Đây là một con game ngày trước mình cũng đã từng làm bằng C cộng rồi. Tuy nhiên khi sử dụng cái thư viện graphic bên FC thì đồ họa con game làm ra thực sự vẫn còn quá xấu, thế mình đã không thấy có hứng để mà up lên. Sau khi học C thăng thì mình cũng thấy có hứng thú để mà remake lại con game này. Khi hoàn thiện nó thì đồ họa của con game thực sự khá là mượt và đẹp. Tuy mình đã bỏ ra khá là nhiều thời gian để làm nó nhưng thực sự mình đã học hỏi được rất là nhiều thứ khá là hay và thú vị. Có lẽ dườm già thế cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con game này. Với tên gọi Chú Ếch Thông Minh, có lẽ các bạn cũng hiểu sơ qua thể loại của con game. Cái tên thông minh đã nói lên tất cả. Game này thuộc thể loại giải đố, logic. Có lẽ tôi sẽ vào game để hiểu rõ hơn. Khi làm game thì tôi đã xây dựng sẵn 24 cái map với độ khó tăng dần lên. Có lẽ ai muốn chơi thử thì có thể tải game ở phần mô tả video. Tôi sẽ chơi thử bàn 1 trước. Đây là một cái bàn rất là đơn giản, khá là hợp lý để mô tả game. Khi vào game thì các bạn sẽ vào vai một con ếch. Và trong mỗi map thì gồm sẽ có những cái chiếc lá. Và nhiệm vụ của các bạn cũng khá đơn giản, tìm cách để đưa con ếch này nhảy qua tất cả các chiếc lá. Khi nhảy qua một chiếc lá thì các cái lá sẽ biến mất và con ếch không thể nhảy vào nữa. Con ếch này có một cái đặc điểm khá thú vị, nó không thể nhảy lùi được, cũng có nghĩa là nó chỉ nhảy sang phải, sang trái hoặc là tiến về trước thôi. Ở đây thì các bạn có thể thấy là con ếch chỉ có thể nhảy thẳng về phía trước và nhảy sang phải thôi, bởi vì sang trái nó không chiếc lá nào. Tôi sẽ chơi thử cái map này, khá đơn giản. Map này cũng có khá nhiều cách giải. Vừa qua nếu bạn chơi thua thì đương nhiên máy tính sẽ báo là bạn fail ngay, chẳng như đây đây chẳng như đây là chúng ta có thể thấy ngay là cái lá này không thể nhảy vào nữa, đương nhiên sẽ thua. Đây khi nhảy ở đây thì máy sẽ báo thua ngay được. Nếu thua các bạn hiểu bấm retry để chơi lại. Có lẽ giới thiệu sơ qua thì cũng đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ thử chơi một cái bàn khó hơn. Chặn bàn 23. Bàn gần cuối nên nó cũng khá là hại não. Nếu mà khi bạn mới chơi game này, có lẽ cái bàn này thực sự tốn khá nhiều thời gian để giải mã. Bàn này khá là hay. Và đây là bàn 24, bàn cuối cùng của game. Khi xây dựng con game này, tôi đã xây dựng thêm một cái chức năng, đó là chức năng tự động giải mã. Máy tính sẽ giải mã cho bạn cách chơi. Chẳng tôi sẽ nhớ lại cái map của cái bàn này. Sau đó vào cái chức năng giải mã và xây dựng cái map tương tự như cái map vừa nãy. Rồi, sau đó đặt X vào. Ở đây bạn có thể thấy cái mũi tên. Mũi tên nó là hướng đi lúc đầu của con ếch. Tôi sẽ chuyển nó thành sang phải. Sau đó đặt ếch vào đây. Sau đó bấm sâu vào. Máy tính sẽ tự động tìm ra cách giải của cái map bạn vừa xây dựng. Tuy nhiên nếu mà bạn xây dựng cái map không thể giải được thì máy tính sẽ báo ngay. Đấy, không thể giải được. Nhìn chung sơ qua về game này là vậy. Có lẽ mình sẽ kết thúc game này ở đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình.